Xin chào tất cả quý vị các bạn, và hôm nay thì tôi xin làm một cái video chia sẻ cho anh chị về cái cách thức mà chúng ta hay nói về cái giá xe ô tô ấy. Thế thì cái giá xe ô tô thì anh chị biết rằng là nếu như chúng ta mà cân nhắc về những cái dòng đời khác nhau thì giá nó khác nhau. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói rằng như này, anh chị này, với những cái phân khúc hoàn toàn khác nhau của hãng khác nhau thì giá của nó đẩy lên hoàn toàn khác nhau ngay. Ví dụ như là dòng xe mà Mét thì cùng là đời 2004-05 thì giá nó vẫn đang rất là cao, đúng không ạ? Nó vẫn đang ngang bằng với một con Avel đời 2011 và 2012. Thậm chí là những con xe mà Camry đời 2004-2005 thì giờ này giá của nó vẫn đang ngang với một chiếc xe i10 bản đời 2015, và thậm chí là những con xe mà Spark đời 2016 và những con Avel đời hay cũng như con Lacetti hay là tôi gọi là Chevrolet, Lacetti Chevrolet bản EX ấy, trong nước đời 2015-2016. Thế thì rất nhiều người sẽ hay nói rằng là hay thắc mắc rằng như này này, tại sao xe nó thấp, tại sao xe nó cao, là bởi vì chúng ta không hiểu được cái điều chính xác của những cái hãng ấy nó như thế nào. Thì phân khúc nó khác thì dẫn đến giá nó khác. Với một chiếc xe Vios, ví dụ như đời 2004 như thời điểm hiện tại thì nó nằm ở khung của 160 triệu. Anh chị biết là 160 triệu thì vào một chiếc đời 2007 của tôi La Giang Phay, thời điểm này nó là 195 triệu màu đen, thì nhà đang có hai chiếc. Thế thì cái giá của nó thì nó cũng chênh, nó cũng xem với những con xe nào. Ví dụ như là 160 triệu thì chúng ta mua được là Morning bản thiếu, nếu mà dịch vụ taxi nhá, là chúng ta mua được đời 2012-2013 rồi. Thế thì vì lý do là như này, trên mạng chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái giá khác nhau. Và từng nấc thang như vậy anh chị nhảy vào thì anh chị biết là cái xe đấy chúng ta chưa được xem trực tiếp và chúng ta chưa được nhìn rõ và chúng ta không được trải nghiệm nó, cho nên chúng ta sẽ chỉ so sánh về mặt giá thì nó không đúng được. Cho nên anh chị muốn mà so sánh được về giá thì điều đầu tiên chúng ta phải đến xem con xe đó và đến trải nghiệm cái hãng đó, rồi giờ cũng đến chạy thử những cái hãng đó thì nó sẽ ra được giá ngay lập tức. Thế thì tôi chia sẻ với anh chị biết là để cho anh chị hiểu được rằng là tại sao những cái giá xe như vậy thì có người bình luận là thấp, có người bình luận là cao. Người bình luận là thấp là bởi vì họ hiểu được và họ đi chơi nhiều dòng xe rồi, họ đi nhiều rồi thì chúng ta sẽ hiểu được về giá. Tôi nói đơn thuần là như thế này. Nếu như mà hiện tại bây giờ ở đây tay tôi hiện tại đây tôi có một loạt xe đây, thì anh chị có thể thấy rằng là chiếc ngoài cùng như là chiếc xe Vios đời 2011 giá tiền là 300 triệu. Thế nhưng một chiếc xe i10 đời 2018 số tự động lại chỉ có 355 triệu. Nếu như chiếc xe Vios đấy mà nó là số tự động thì nó bao tiền? 2011 thì giờ này nó vẫn hơn tiền con xe i10 là 2015 kia. Thế thì về chúng ta biết là cái giá của nó đã kéo lên một cái đoạn rất là dài, đúng không? Bên cạnh là một chiếc xe mà đời 2013, cái giá tiền nó là 325 triệu là màu Vios. Và bên cạnh là chiếc xe i10 là 2018 lại số tự động bản AT, lại là xe sedan nhá, thì 355 triệu. Chiếc xe Civic này đời 2006 240 triệu. Và một chiếc xe này đời 2004, giá tiền của nó thời điểm hiện tại là 160 triệu. Thế thì chúng ta biết rằng là nó sẽ có những cái phần phân khúc giá khác nhau. Cho nên chúng ta là những cái người mà đi tìm hiểu thì chúng ta sẽ tìm hiểu, nếu để như tôi vào thời điểm với kinh nghiệm nhiều năm thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tìm hiểu từng hãng một, chúng ta sẽ biết được cái giá nó có chênh nhau hay không. Nếu mà so sánh giữa cùng một hãng này với một hãng khác thì giá nó đều, chúng ta đều mang cái nó mang tính chất là khập khiễng và không giống được. Cho nên anh chị nhớ rằng là chúng ta muốn bình luận được nó đắt hay nó rẻ và chúng ta muốn mua được một chiếc xe ưng ý thì điều đầu tiên ấy là chúng ta phải xác định rõ cái hãng đó và cái phân khúc đó như thế nào, cái trải nghiệm xe đó ra sao thì chúng ta sẽ mua được một chiếc xe gia đình vô cùng tuyệt vời. Và như vậy thì chúng ta sẽ nâng được cái cảm xúc chúng ta lên và chúng ta mua được một chiếc xe mà chúng ta không bị người nhà bình luận rằng đắt hay là rẻ, hay là hàng xóm bình luận đắt hay rẻ, anh chị nhá. Thì đấy là cái video chia sẻ anh chị. Đây là chiếc xe Vios. Tôi cũng lướt qua cho anh chị biết rằng là rất nhiều người đang lựa chọn dòng xe này và cũng đang nó đi rất là thích, và tôi vẫn đang đi thích đi nó là bởi vì nó rất là chắc chắn, và điều thứ hai nữa là nó tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng mà nhớ rằng tiết kiệm nhiên liệu nhất là đời 2003 cho đến 2005, từ 2003 đến 2007 là Vios tiết kiệm nhất và bền bỉ nhất. Thì anh chị có thể đi lướt qua nó. Chiếc xe này thì khám đến tháng 1 năm 2021. Và lốp, dàn lốp rất là mới, máy êm, gầm bẹ chắc chắn. Nội thất của nó thì anh chị biết rằng là tuy rằng là 2004 thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nội thất của nó sẽ đẹp
ngang cơ với những chiếc xe Lacetti hoặc Genta đời 2009 hoặc 2010. Anh chị biết rằng cái nội thất và cái dòng xe nội thất của dòng xe Vios này thì thứ nhất là nó bền theo năm tháng, và thứ hai nữa là độ an toàn đi thì rất hiếm những dòng xe mà cái đời thấp như nó có thể là giữ được và đi được nó bền như vậy. Anh chị có thể nhìn thấy rằng là đây là toàn bộ phần cốp xe. Tất nhiên là đời 2004 thì anh chị biết rằng là nó không thể, vì nó có trăm mấy chục triệu cho nên là nó không, mà là Vios cho nên nó không được đẹp thực sự như những dòng xe mà nó mới kia. Nhưng mà nếu theo năm tháng chiếc xe nó như thế này, anh chị biết rằng là để độ bền bỉ theo năm tháng thì 4 năm nữa thì những cái dòng xe mà Lacetti hoặc là Genta hoặc Avell đời 2015, 2011, 2012, tôi nghĩ rằng lúc đó thì cái dòng xe đó nó xuống cấp ngang với chiếc xe Vios này. Cho nên là tại sao tôi nói là anh chị là ít tiền mà lựa chọn nó đi là tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm xăng và tiết kiệm tiền, tiết kiệm thêm cả khấu hao nữa. Thì đó là video chia sẻ anh chị với cái dòng xe Vios đời 2004 cho đến 2007. Rất cảm ơn anh chị đã theo dõi video này, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những clip tiếp theo.